Ủa đi lòng một ha. Không chắc không sao đâu. Tới rồi. It's like a poem I wrote in love. Máy nó nào rồi? Máy nó nào vậy? Máy nào? Tao rồi. Em ta bán có gì mày nữa? Alo. Dạ. Dạ. Alo. Em với chị sẽ uống tà đen. Thích gì hả? Thả uống là hết không bà? Đồng chí Sophie đang làm. Alo mày ơi, mày tới chưa? Tối nay không say không về nha. Sáng nay em còn phụ sống ở các nhà máy ở đây mà không công ty. Điều mà mọi người lo sợ nhất đó là sau một cuộc sẽ không lại. Có sẵn trên bàn không? Trời ơi, giảm giá nhiều dữ vậy. Nghe. Ok, 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 rồi. Đặt luôn. Hãy xe điện công việc đầu tiên của Việt Nam. Đối với Sunny Day, các bạn sẽ được trải nghiệm những gì? Đầu tiên là xe thường tiết hương điện. Nên sẽ không có bất kỳ mùi xăng hay mùi dầu nào trên chiếc xe của chúng tôi. Hãy trải nghiệm trên chiếc xe của chúng tôi cũng như là ngôi nhà thứ hai của các bạn. Alo.
Dạ alo, tới chưa? Bởi vì đức tính kia là thân thiện, tận tâm. Có phải sự kia không ạ? Và thông điệp chính của chúng tôi. Mời nghe nhà với ạ. Anh ơi, anh có một chỗ nào thì nói em với ạ. Sự đưa đón khách như là đi đến nơi, về đến chốn. Và đó là tất cả những trải nghiệm của một nhân viên văn phòng. Và thông điệp của chúng mình chính là bạn cầm ly, bạn cầm lái. Và đó chính là rock show thì mình sẽ để thông điệp trên xe để kẻ vòng quanh thành phố để anh đội nhận diện. Đây là một số visual để gắn lên xe máy để rock show xung quanh thành phố. Và đây là Sandy ở trên bàn nhỏ để nhận diện cùng nhau trực tiếp, có thể